Cô Nghi xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cô Nghi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ con cá một cách đơn giản nhất. Các bạn làm chung với cô nha. Đầu tiên muốn vẽ cá thì cô Nghi sẽ canh ở giữa tờ giấy này các bạn nè. Cô Nghi vẽ một nét cong hướng lên trên để làm phần mình của cá trước nha. Cô Nghi canh ở giữa nè. Cô Nghi vẽ nét cong hướng lên trên. Được chưa? Tiếp theo cô Nghi vẽ nét cong hướng xuống dưới, cho hai điểm chạm lại với nhau. Tiếp theo cô Nghi sẽ vẽ phần đuôi. Ở đây các bạn canh ở phần dưới nè. Chúng ta sẽ vẽ nét xiên hướng lên trên. Bắt lại đây, chúng ta vẽ nét xiên hướng xuống dưới. Được chưa các bạn? Sau đó cô Nghi sẽ nối hai điểm này lại với nhau bằng nét cong như thế này. Nét cong gợn sóng. Rồi sau đó cô Nghi canh từ phần đầu xuống dưới. Cô Nghi vẽ một nét cong để phân ra mình làm phần đầu của cá. Ở đây mắt cá của người vẽ hai nét cong tròn, miệng, được chưa? Rồi cô Nghi sẽ vẽ tiếp cái phần vây cá. Vây cá thì chúng ta sẽ bắt từ cái phần đầu này các bạn. Các bạn vẽ một nét xiên hướng xuống dưới về phía đuôi nha các bạn nha. Đây cô Nghi vẽ nè. Rồi tiếp tục cô Nghi lại nối lại với nhau bằng nét cong hướng về lại phần mình. Phía dưới này làm tương tự thôi các bạn. Vẽ nét xiên hướng xuống dưới và nối lại bằng những nét cong. Tiếp theo thì cô Nghi sẽ dùng những cái nét cong để cô Nghi làm cái phần vây cá ở trên ha. Đây các bạn làm đơn giản thôi. Rồi phần vây cá sao cho đẹp, các bạn bắt điểm từ phần trên này, cô Nghi vẽ những cái nét xiên ra. Đó là mình sẽ chia ra được ha các bạn. Chia nó ra để mình lên màu cho nó đẹp đó. Như vậy là cô Nghi đã xong phần cá. Đó. Xong con cá rồi chúng ta sẽ vẽ gì đây? Bong bóng ha, bong bóng này. Thì ở gần cái miệng thì chúng ta sẽ vẽ nét cong tròn to. Tiếp theo càng lên trên nó sẽ nhỏ dần này các bạn. Rồi cô Nghi sẽ trang trí cho bức tranh này thêm bằng cách vẽ thêm những cái rong biển ở phía dưới này. À, các bạn canh này ở phía dưới tờ giấy cho cô Nghi những cái nét cong lên, cái gợn sóng đó các bạn à, để thành những cái rong biển. Các bạn vẽ cho nó có cái cao, cái thấp, cái to, cái nhỏ, tùy theo các bạn. Các bạn vẽ bằng cái nét gợn sóng cho cô Nghi nha. Đây cô Nghi làm ở bên này. Rồi như vậy là cô Nghi đã xong cái phần hướng dẫn, xong cái phần vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tô màu. Thank you.